Và thêm một tuần nữa mình sẽ nói cuộc hành trình của Khang và gia đình đi trong chiếc xe nhà di động. Những cái video vừa qua mình cũng đã nói cuộc hành trình đã kéo mình đến tại Morro Bay. Mọi người nào muốn xem những video đó nào, nhớ bấm vào trong link để coi những cái video cũ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi đâu đây? Và hôm nay mình sẽ với khán giả cùng tìm hiểu đến Monterey Bay. Và đặc biệt ở đây có cái aquarium, Monterey Bay Aquarium, rất là nổi tiếng nhất của thế giới. Vì sao? Xin khán giả cùng theo gia đình Khang nào. Nhưng mà đặc biệt sau cái video này, xin khán giả cũng đừng quên đón tiếp tục theo những cái video kế tiếp, vì mình còn rất là nhiều nơi mình sẽ khám phá trong chiếc xe nhà di động của mình. Đi thôi. Alright, good morning mọi người. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai, và bây giờ mình sẽ đi cần chỗ kế tiếp. Thì xin khán giả cũng tiếp tục theo Khang, mình sẽ đi đâu nè. Let's go. Đường mình phải mấy đứa tên little one phải cần đi restroom, mình phải ngừng, nhưng mà hơn mình đi camper van là sẵn có restroom sẵn luôn. Ok, phải mua riêng, nhưng mà có mấy cái camper van hay trailer nó có sẵn restroom. Pit stop everybody. Và bây giờ mình trên đường đi đến, I think what we're gonna do, where we go, Monterey. Is it Monterey Bay or Monterey? Monterey Aquarium. Monterey Aquarium, đó là có hai tiếng nè mọi người. Và bây giờ mình tiếp tục mình đi nè. Monterey. Camera right here, guy. They keep telling you parking down there. And then here, and then you turn left. Turn left here. Okay, bây giờ mình đã tới rồi nè mọi người. Chưa bao giờ mình đi Monterey Aquarium hết, nhưng mà chắc chắn là parking là big issue nếu mà mình có những xe lớn hay là xe nhỏ cũng vậy. Nhưng mà mình tìm được cái chỗ đậu đây cũng cỡ, nó cũng cỡ là 5-10 phút đi bộ tới. Nhưng mà đặc biệt ở đây là nó cho mình đậu qua đêm nếu mà mình trả 60 đồng, có nghĩa là nếu mà mình muốn save cái tiền mà khỏi đậu một đi chỗ cắm trại đó, thì mình sẽ đậu đây qua đêm, rồi sau đó sáng mình đi cái aquarium coi như là nó gần hơn. Đó là một cái đề nghị đó. Ok, bây giờ mình chuẩn bị đi vô năng. Let's see aquarium ra sao, tại sao nổi tiếng. Thì đến cái khúc này cả nhà rất là đói bụng nè mọi người, nhưng mà cũng hên là cái chỗ aquarium này nó có một cái tiệm ăn gọi là Five Star Dining nè. Và hôm nay mình sẽ thử món ăn trong này nó sẽ ra sao. Trước khi mình đi tìm hiểu thêm về Monterey Lemon corn chowder.
Aquarium. Mình mới tới đây và đã 2 giờ rồi thì mình sẽ ăn trước nè. Và tiệm ăn này giống như là một cái buffet nổi tiếng tại Las Vegas gì đó. Toàn đồ ăn ngon không à? Hay là tại mình đang đói bụng mọi người? Toàn đồ ăn ngon không? Mà đặc biệt với mấy khu này khu biển nên mình sẽ ăn đồ biển nè. Hôm nay mình ăn đồ biển. Đồ ăn này không có rẻ nè. Mắc tiền lắm mọi người. Và đặc biệt ăn đây thì sẽ được ngồi kế bên bờ biển, nhìn ra biển, cánh cửa nhìn ra biển. Pokeball mọi người, Pokeball. Cream cherry pop. Ok, cả nhà anh em, và bây giờ mình sẽ ăn, đói bụng quá rồi. Đúng là cái giá cả đây là thường thường 20 mấy đồng, 20 mấy đồng không. Đây như là một cái hàng, nhà hàng Mỹ mà cao cấp, high class level. Thì ăn ra sao, nhưng mà chắc chắn là ở đây được có cái view rất là đẹp nha. Cái view đây, mình ăn sẽ được xem một cái view cảnh ở ngoài biển. Cá với bơ hả? Nhưng mà hình như fish taco nhưng mà bằng cơm. Poke bowl nè, cơm poke bowl. Đặc biệt có cái seaweed. Seaweed này đặc biệt. Nhưng không có chỗ nào mà có cái xíu chỗ này vậy. No. Kimchi seaweed. Ăn vô nó hơi tan một chút. Mà cái này đặc biệt em thấy là cái seaweed. Như là nó lấy rong biển từ ở ngoài đó vô chút xíu. See the purple one. Như cái rong biển ở ngoài đó. And rong biển không? Nó như kimchi rong biển. Làm chua chua một chút nhưng mà ăn nhiều nó sẽ hơi tanh tanh một chút. And typical fish and fry của người Mỹ. Ok, ăn xong rồi sẽ đi tìm hiểu Monterey Bay có cái gì, aquarium có gì mà có nhiều người tới đây quá. So far cái này nó rất là nổi, nó nhìn fancy. Bán đảo Carolina ăn được cả cảnh ở đây, người ta ngồi để đi kayak nữa, có người đi lặn nữa, các tàu lặn ở kia scuba vậy. Far far away. Thì đó, sau khi mình ăn, mình chỉ cần bước một vài bước là mình sẽ ra để được thăm viếng cái aquarium nổi tiếng nhất của cả thế giới nè mọi người, hay được gọi là world class Monterey Bay Aquarium, đã được mở vào cuối những năm 1970 do một nhóm các nhà khoa học biển liên kết với Đại học Stanford và những người giàu có trong thung lũng Silicon Valley. Kêu nghe đó, mà đầu tiên mình nhìn là một cái thai pool tự nhiên. Đó mình có thấy nè. Và đặc biệt ở đây mình thấy rất là nhiều người ngồi nghỉ trưa. Okay. Cái này gọi là con cá đầu khỉ, mặt khỉ nè mọi người. Nó có loại là cá đú, cá yêu á. Yêu tiếng Việt là gì hả? Con lươn. Con lươn. Monkey fish, look like a monkey đó. Look like a monkey. Starfish. Đây là rong biển, rong biển. Đây là bầu ngư biển, bầu ngư California màu đỏ. Này này, đây là abalone rồi nè. Đây là abalone. Không biết nữa, dở lên nè. Đây này dở lên.
Hanoi now. That's a giant cigar. Thủy cung Monterey Bay hay được gọi là Monterey Bay Aquarium rất là nổi tiếng vì nhiều lý do. Quý khán giả có biết những lý do gì không? Và hôm nay mình sẽ nói đến 7 lý do mà Monterey Bay Aquarium rất là nổi tiếng. Và tất cả những yếu tố này đã giúp cho thủy cung Monterey Bay trở thành một trong những thủy cung nổi tiếng nhất thế giới và giáo dục công chúng và bảo tồn môi trường biển. What are these called again? These are like barnacles. These are barnacles. Barnacle, okay. Yeah, their head first down in there. And this is their feet. That's how they eat. Okay. And this is a shrimp rind. Oh, the shrimp? Shrimp rind. Rind. Plankton. Okay, so they eat that. They eat the plankton. I'll squeeze this. Oh, I see. And they come out and eat it. Damn, you want to touch a shrimp? Oh, I see, I see. Barnacle. Watch out, there. Và lý do đầu tiên đó là các triển lãm sáng tạo và nghiên cứu tiên tiến. Thủy cung này nổi bật với những triển lãm độc đáo, giới thiệu đời sống biển theo cách thức giáo dục và truyền cảm hứng cho du khách. Michelle, Genevieve. Wow! Con barnacle nó ăn bằng cái chân nè. Mình bỏ đồ ăn vô nó sẽ mở miệng ra. Đuối. Cái triển lãm nổi bật bao gồm rừng tảo khổng lồ, mô phỏng hệ sinh thái động của các khu rừng tảo ở bờ biển California. Và một bể biển mở, nơi sinh sống của những loại động vật lớn như cá ngừ, cá mập và rùa biển. Đúng rồi, a shark, Genevieve. Very good, it's a shark. Bigger than them. Yeah, a giant grouper. Bây giờ một lần nữa nha, đây là cá lớn, một hồ cá thứ hai của tại Monterey Aquarium. Nó cho mình được cảm nghĩ mình đang ở dưới đáy biển, một cái kelp forest, một rừng rong biển. Cái này thì nói chung Khang đi lặn, đi bắn cá, thấy cảnh này cũng nhiều, nhưng mà nó rất là đẹp. Có nhiều lần mà khi Khang đi lặn mà Khang bơi vô được những cái rừng như này đó, thì mình tìm rất là nhiều con cá, nhất là những con cá calico bass nè. Đó, cái calico bass. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là mình cảm thấy như cái cảm giác như là mình đang bay khi mình nhìn lên trên đó. Thủy cung này cũng tiên phong trong việc tạo ra các triển lãm mô phỏng môi trường tự nhiên như trải nghiệm xứ và triển lãm hải cẩu. Và lý do thứ hai, nỗ lực bảo tồn và vận động môi trường. Thủy cung Monterey Bay nổi tiếng với những nỗ lực bảo tồn biển. Đây là một trong những tổ chức đi đầu trong chiến dịch cấm sử dụng hạt nhựa vi mô trong sản phẩm chăm sóc cá nhân và luôn là tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ các loài động vật biển nguy cấp. Nếu mà mình không take care là những miếng nhựa này sẽ vào bụng những con cá,
thì con cá nó ăn rồi nó sẽ, hay là những con chim biển nó ăn và nó sẽ bị chết. What are you doing này nè? Is that scary? cái người này không có thích cái con chim này nó chết. Đúng rồi, lúc ăn nhựa đúng không? Giỏi quá Nana, good job. Và điều thứ ba đó là cứu hộ và phục hồi động vật biển. Để tìm đồ ăn trong bồn. Họ đứng một chân hay không? Thủy cung rất chú trọng đến việc cứu hộ và phục hồi các động vật biển. Chương trình hải cẩu của họ đã cứu hộ và tái thả nhiều hải cẩu vào tự nhiên. Thủy cung cũng điều hành chương trình cứu hộ động vật biển bị lạc, chăm sóc cho những con sư tử biển, hải cẩu và các động vật biển khác bị thương hoặc bị lạc, và giảm nạn đánh bắt quá mức và bảo vệ các hệ sinh thái biển. Nỗ lực này đã giúp Thủy cung trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về bảo tồn biển. Và cái hồ cá rộng này nó như là vòng quanh cái museum này luôn, anh khán giả, cho nên mình thấy những con cá này đi thấy lại, thì mình tiếp tục mình đi thì mình tiếp tục mình thấy wow, con này cá black grouper nè, là cá mà lớn nhất. Cá này là không được săn bắn nè. Con hào, no, con hào là mussel. Cái này là con scallop nè mọi người. Thấy cái miệng không? Nó là kiểu một loài sò vậy đó. Để nó uống rồi à. Nhìn thấy con scallop này là Khang nhớ lúc mà Khang với một vài người bạn đi lặn để bắt scallop á. Mình lặn xuống mình không thấy đâu nè. Tại vì nó giống như là một cục đá vậy đó. Nhưng mà okay, sau mình thấy nó mở cái miệng đó. Rồi mình sẽ bỏ một cái dao vào, mình cạy nó ra, mình cắt nó ra cái miếng thịt scallop đó. Đây là scallop, loại scallop lớn nè, nó có nhiều cái nè, có con đỏ, có con đen. Không hiểu tại sao có con đỏ, có con đen nè, con đỏ nè, con đen, scallop. Cái khúc này thì mình thấy nhiều con cá đuối nó đang núp ở đây, thì chẳng nghĩ một phần là nhiều người xem quá hù nó nên nó phải núp trong đây. Nhưng cái đặc biệt Khang cảm thấy ở chỗ này hay là có rất là nhiều người lớn tuổi họ volunteer và giúp để dạy cho những người mà đi xem cái aquarium này, để tìm hiểu thêm về những con thú vật của California. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Và điều thứ 4 đó là vị trí đẹp và phong cảnh hữu tình. Thủy cung nằm ở bán đảo Monterey, California, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu bảo tồn biển quốc gia Monterey Bay, một trong những khu vực biển nổi tiếng và phong phú về sinh vật biển. Vị trí này không chỉ khiến thủy cung trở thành điểm đến thu hút du khách, mà còn mang lại cho nó một khung cảnh tuyệt vời. Of course.
provide flood control during storms and help filter water. In fact, you should take a look at the bulletin board behind it to find out about the things wetlands do for you. Khán giả sau khi mình đã nói 4 điều mà mọi người tìm đến Monterey Bay Aquarium thì bây giờ mình sẽ thúc điều thứ 5, thứ 6 và thứ 7 năng. Và điều thứ 5 đó là chương trình giáo dục và sự tham gia của công chúng. Thủy cung Monterey Bay cung cấp các chương trình giáo dục đa dạng cho các du khách ở mọi độ tuổi. Các chương trình học tập thực hành như các bể san hô và hồ nuôi động vật cho phép khách tham gia tiếp xúc và tìm hiểu về đời sống biển. Ngoài ra, thủ cung cũng tổ chức các hội thảo, bài giảng và sự kiện đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường biển. Và bây giờ mình bước vào chỗ hồ cá lớn. Wow. Khi nhớ cái một cái hồ aquarium mà Khang được đi tới và thấy cái cảnh chỗ này là tại Maui, Hawaii, Maui Aquarium, aquarium nó cũng kiểu vậy nhưng mà cái đèn nó rõ hơn nè. Cái này Khang nghĩ đây cái đèn nó hơi tối quá, cái một cái đề nghị Khang không biết có đúng không. Nhưng mà cái đèn này tối quá, mình làm mình chụp hình quay phim cũng không có rõ. Hay là nó cũng không muốn mình phá quấy những cái con thú vật biển ở đây. Cái này là Genevieve. Wow. Bluefin tuna, cá ngừ đại dương. Just sit and enjoy, guys. She has to be here, yo. She has to stay in the middle here. She has to stay in the thing. Nana, bay đi, Nana. Yeah, cái con già fly. Điều thứ 6 đó là tầm ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Thủy cung Monterey Bay cũng nổi tiếng nhờ vào sự xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng, đặc biệt đó là phim Finding Dory năm 2016. Nơi thủy cung này được nhắc đến trong cốt truyện. Thủy cung cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu về thiên nhiên, củng cố danh tiếng của nó như một tổ chức đi đầu trong khoa học biển và giáo dục công chúng. Vực sâu nhất của đại dương, nó dùng những cái con sứa biển này để nó đi vòng quanh. Rất là kỳ dị nè. Lúc nào mình nhìn mình tưởng này là cái não của con cá nè, nhưng mà đây là cái mắt nè. Mắt nó nhìn lên nhìn xuống mà nó nhìn lên nhiều hơn để nó có thể nó biết những con vật của nó nhìn thế nào. Wow, spider crab này đó. Nè, spider crab here. It's a spider crab. Tối qua không thấy mọi người. It's a mongoose, cái con cá nó ra nè. Okay, Dee, we're good. Oh, look, elephant fish here, mama. Ở trong kia có con cua nhà rất là lớn đó mọi người mà đây không thấy được. Để Khang sẽ ráng Khang bật lên cho mọi người nè. Thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Wow. Vậy thôi. Cái này bao nhiêu vé vậy? Bao nhiêu một vé quên? À, 59 đồng một người lớn. Con nít free. Under 5. Dưới 5 tuổi free hả? Otherwise it's 50 bucks per kid. Dĩ nhiên người nào mà ở gần Lưu Sài Gòn thì càng có cái Aquarium Pacific. Một nơi Khang nghĩ nó cũng không phải thua kém như chỗ này. Nhưng mà chỗ này dĩ nhiên cảnh rất là đẹp nè mọi người. Và theo Khang thì Khang nghĩ cái chính là cái hồ cá mà đại dương á, you know, like that. Nhưng mà that one I remember mình đi Hawaii, cái chỗ nó đẹp hơn. Từ
one with the big giant palm. Ở Hawaii, Maui, Maui nó đẹp hơn. Ở đây thì nó có cái hơn khác biệt Grand Pacific là cái đó. Còn hầu hết con thấy nó cũng vặn những cái đồ nó cũng giống vậy. Nhưng mà không sao, mình tới Monterey mình tìm hiểu một nơi khác biệt. Điều thứ bảy đã giúp thủy cung Monterey Bay trở thành một trong những thủy cung nổi tiếng nhất thế giới, đó là khoa học biển đẳng cấp thế giới. Thủy cung này đóng góp quan trọng vào các nghiên cứu khoa học về động vật biển và sinh thái biển. Thủy cung hợp tác với các trường đại học và tổ chức nghiên cứu và nổi tiếng với những đóng góp trong việc hiểu rõ hơn về sinh học biển, đại dương học và khoa học bảo tồn. Tất cả 7 yếu tố này đã giúp thủy cung Monterey Bay trở thành một trong những thủy cung nổi tiếng nhất thế giới và giáo dục công chúng và bảo tồn môi trường biển. Khang cũng ước mong mỗi khán giả đã có cơ hội để tìm hiểu thêm về Monterey Bay Aquarium. Và nếu ai có cơ hội ghé qua, xin tìm đến Monterey Bay Aquarium và cho Khang biết những điều Khang nói có đúng hay không. Và đặc biệt là mọi người, mình bây giờ mình mới biết cái chỗ này có cả chỗ con nít chơi nè. Người nào mà tới đây một lần nữa, không sao, sao đây đi here. Chị, này này dẫn em vô, này này dẫn em vô, nhớ nè, dẫn em vô, đây đi với chị hai nè, đi chị hai nè. Ok, đây có một nơi con nít nàng chứ, lớn mà mình bị hụt. Và bây giờ mình cũng đã xong Monterey Bay và gia đình mình sẽ tiếp tục lên cái xe nhà di động của mình để đi tiếp một nơi kế tiếp. Xin khán giả cùng theo gia đình Khang video kế tiếp nào.